Xin chào các bạn, chủ đề hôm nay của chúng ta vẫn một nhân vật có kiếm khí phong lưu với đường cờ ngạo nghễ, kiêu hùng, tinh quái nhưng lại không kém phần cao thâm, Triệu Hâm Hâm, một chàng trai tài không đợi tuổi. Ai cũng phải công nhận khi chưa lên 10, anh đã lĩnh hội gần như trọn vẹn kiến thức cực kỳ uyên bác của phanh mảnh tam lang vu ấu hoa. Tất nhiên, ăn học bài bản là một lợi thế không cần phải bàn cãi, nhưng khả năng hấp thu đặc biệt của Triệu khiến cho kỳ nghề của anh thần tốc trên bảng xếp hạng, cứ tà tà bóng đổ đằng Tây. Tới khi nắm chắc danh hiệu cao quý tượng kỳ đại sư của Trung Hoa thì mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Như tập trước, xuất phát điểm của Triệu thuận lợi là từ một người cha đam mê cờ vô bờ, sẵn sàng bỏ nhiều tiền của cho con học chơi, miễn sao thành tài là được, bao nhiêu cũng chịu chi. Về chi tiết hơn cuộc đời của anh, khi còn 7-8 tuổi, vốn đã là một thần đồng của huyện Ôn Lĩnh. Chỉ cần xem cha của mình chơi với người bạn đúng 2 lần, anh đã biết cách đi của mỗi quân. Tiểu Triệu với danh hiệu Bách Chiến Hoan Quân khi tham gia thi đấu ở tỉnh đều gặt hái vô số thành tích và để lại rất nhiều ấn tượng khó quên. Đặc biệt là cách dùng đôi mã rất thần kỳ, giảo hoạt, đầy mưu lược mà hiệu quả vô cùng cao. Sau đó Triệu được chuyển sang học tập với hai danh thủ là Trần Hàn Phong và Vương Hâm Hải. Thì lúc này, kỳ nghệ bỗng chốc đại tiến cực nhanh. 54 tuổi, khi Triệu đoạt được danh hiệu quán quân thiếu niên toàn Trung Quốc, đã được danh thủ năm xưa là tổng tiêu đầu của đội cờ thâm quyến chính là đại sư Lưu Tinh chú ý và mời vào đội. Lúc này, để tham chiến cho các giải quốc gia. Sau này khi ngồi ở vị trí tiên phong ở giải đồng đội toàn quốc năm 2002, Tiểu Triệu với 9 trận bất bại, 7 thắng và 2 hòa, đã trở thành một hiện tượng rất đáng chú ý của năm. Đặc cấp đại sư Mạnh Lập Quốc chứng kiến bước tiến thần tốc của Tiểu Triệu còn viết hẳn một bài đăng trên tạp chí kỳ nghệ công khai để tỏ ý ngưỡng mộ tài năng của Triệu. Đủ thấy rằng Triệu tuy còn nhỏ nhưng chắc chắn sẽ không phải là một kẻ tầm thường. Triệu Hâm Hâm sau khi đoạt ngôi quán quân thiếu niên toàn Trung Quốc nhưng tinh thần vẫn không lung lay. Ngoài việc học ở trường thì ngày đêm vẫn không quên tập huấn nâng cao trình độ cùng các bậc đàn anh tại trung tâm cờ tướng Hải Dương Trung của tỉnh Chiết Giang. Nhưng xem ra tại đây, Triệu không hề tìm ra bất kỳ một đối thủ nào của mình gọi là xứng tầm ca. Cho đến năm tuổi 17, khi nhuệ khí tuổi trẻ còn ngút trời, trong một lần tham gia giải cờ nhân toàn quốc bị vướng vào một rắc rối bên lề và hậu quả anh bị cấm thi đấu mất 1 năm. Sau đó nữa, bị nhiều điều tiếng không hay, đúng là một cú sốc khó thể vượt qua, nhất là với một kỳ thủ với tuổi đời còn quá non trẻ. Tuy nhiên, Tiểu Triệu đã bỏ qua nhiều lời phê bình và mạt sát, không phát sinh tư tưởng chán trường bỏ nghiệp, cho nên cuối cùng chỉ cần 2 năm sau, bằng thực lực của mình, anh vẫn được đến nội Mông Cổ thi đấu, đánh một trận ra trò. Mặc dù rằng đánh cờ chậm, không khuất phục hết chư hầu, đến khi đấu cờ nhanh, tình hình thì không sáng sủa, lành ít dữ nhiều, bỗng dưng tâm tư thoát ngộ liên tục đánh ra thần chiêu quái biến cho tới tận chung kết, rồi đoạt luôn quán quân, lập nên công trạng to lớn cho quê hương mà từ đó vang danh khắp đất nước, trở thành ngôi sao sáng chói trên kỳ đàn của Trung Quốc. Tiếp tục câu chuyện đến năm 2007, khi vẫn chưa tròn đôi mươi, tại giải Y Thái Bôi toàn quốc tổ chức ở nội Mông Cổ, với phong độ thăng hoa bất ngờ, liên hồi bách chiến sau đó dùng đến tuyệt kỹ cờ nhanh để có thể chém gục luôn cả Tân Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh và Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm để một mình độc chiếm ngôi đầu. Và sau giải này, anh cũng được tấn phong danh hiệu đặc cấp đại sư. Ngoài ra có một sự kiện chấn động vào năm 2008, trong một giải cờ nhanh tứ hùng ở Quảng Đông, anh đã đánh bại Hứa Ngân Xuyên và Triệu Quốc Vinh, uy danh đã bắt đầu vang dội khắp nơi. Và năm 2009 khi giải vô địch cờ tướng thế giới được tổ chức ở Sơn Đông, Triệu cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng. Một vài nét về lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm, người được đánh giá rất bản lĩnh và có một tư thiên rất tốt về cờ. Còn vòng đấu tiếp theo, khi gặp lại người thầy của mình năm xưa Trần Hàn Phong, tại giải Cửu Thành Chí Nghiệp Bôi năm 2008, lúc này Triệu đã là hào thủ xuất chúng và có danh phận rất cao trên kỳ đàn, không còn là một cậu bé ngây thơ như thuở đầu, được cha dắt tới thỉnh sư nữa. Chúng ta hãy cùng chứng kiến một vòng đấu có cách dùng mã quái biệt này. Trong trận chiến này, Triệu được cầm đỏ tiên thủ đã dùng pháo nhập trung và Trần Hàn Phong mã 2 thưởng 3. Sau khi Triệu phát triển quân như bình thường, Trần Hàn Phong khởi gấp một hoành xe. Và đây cũng là một kiểu thứ tự mà đôi bên chắc chắn rằng sẽ hình ra đại trận. Trung pháo đối mã đơn đề hoành xe, tại vì kiểu gì bên đỏ tiếp theo sẽ dùng xe 1 bình 2. Và chắc chắn rằng
để toàn vẹn về quân chủ lực, trước sau Mã Lộ 8 cũng phải xem xét phóng thẳng lên cánh biên. Cho nên, về một hình trận chính quy có thể xem xét dùng xe bình quá cung, nhưng trước sau vẫn phải đối phó với việc Mã Lộ 8 đang còn khá ứ đông. Cho nên, lựa chọn thực chiến của Trần Hàn Phong đã thay đổi điểm đi này, lập tức khởi mã trước. Lúc này thì Triệu Mâm đưa chính mã còn lại vào trận. Trần Hàn Phong pháo 8 bình bay, Triệu tiếp tục mở binh. Thì lúc này Trần mới thực thi điều quá cung. Và để đối phó với trận thức này, mặc dù còn tồn tại rất nhiều cạm bẫy, nhưng Triệu Mâm đã tìm ra được cách để có thể tối giản nhanh nhất hình trận. Đầu tiên là lưỡng đầu xa trận. Trần Hàn Phong vì muốn giải phóng sức kiềm chế cho nên lập tức đi xe tuần hà. Triệu chớp lấy thời cơ để dùng mã băng lên vừa chốc lấy quân, thì xe buộc phải bình qua cấm can. Triệu đã chủ động tính toán từ trước vào trái tuần hà để tạo căn. Trần tiếp tục bổ lấy sĩ. Triệu Ôm Hâm cũng thản nhiên làm điều tương tự, củng cố hàng tuyến phòng thủ trước là sĩ 6 tấn 5, không một chút vấn vương. Trần Hàn Phong quyết định là đấm thẳng binh 3, ý chỉ là phá tan sức liên kết, đưa mã lộ 4 này vào cảnh hiểm nguy. Cho nên Triệu thoạt trông thì đấm lao phải theo lao, phải rời bước đội hình ngay lập tức, bình pháo đánh chủ lực trước. Đây cũng là một cách thức mà bên đỏ có thể giữ lại toàn vẹn về hình trận. Nhưng chúng ta hãy chờ xem đây có phải là một sơ hở của Triệu Ôm Hâm hay là kế tiện tay để dắt dê. Trong hình cờ này, Trần Hàn Phong dùng C6 bình 5. Tiếp theo sẽ cực kỳ thất sách nếu như bên đỏ dùng binh 5 tiến 1 đánh chủ lực. Dĩ nhiên, đen sẽ phải tháo chạy một lần nữa. C5 chỉ cần dịch 4 mà thôi, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến đại cục. Ngược lại lúc này, đỏ đã xuất hiện những điểm hở tai hại. Thứ nhất là trung binh khó toàn mạng. Và thứ hai, mã lộ 4 cho dù đứng án ngữ ở cửa hà cũng không thể nào tìm đường tiếp tục triển khai. Đen dư sức để đối phó, thậm chí rằng hoàn toàn có thể phản tiên. Nhưng trong hình cờ này, Triệu đã gợi mở cho chúng ta một lựa chọn đầy bất ngờ, chính là quay mã. Sau khi Trần Hàn Phong tháo chạy mới lập tức dùng mã diệt thẳng vào chốt. Một cách đột phá rất táo bạo, thậm chí là có phần liều lĩnh. Tại vì đã đơn thân độc mã đi vào trận địa của đối phương, mà chỉ nhận được lúc này là một sự hỗ trợ duy nhất từ một quân binh lộ 7 rất nhỏ nhoi ở phía sau. Tại vì rõ ràng là hình trận của đen vẫn còn rất chỉnh tề, cho nên tìm một cách thức nhẹ nhàng để có thể hóa giải hình trận hoặc là bắt sống chiến mã, lập tức đỏ sẽ rơi vào thế nguy. Nhưng dĩ nhiên tới đây chẳng thể nào bồ lấy trung tử một cách đơn giản, mã chỉ cần đổi ngang. Và chắc chắn việc đoạt trắng quân binh vừa rồi vẫn đủ để giúp Triệu có thể chiếm một chút ưu thế nhỏ. Bởi vậy Trần Hàn Phong đã chủ động tránh pháo từ trước. Thì lúc này Triệu tiếp tục nhảy một chiến mã vào cửa hà. Rõ ràng tính chen chúc của hình trận ngày càng dày đặc hơn. Qua hai nước mã liên tiếp, dụng ý thì cần phải bàn cãi nhiều thêm. Nhưng một tình cảnh ở trước mắt, quân lực của Triệu gần như đã vón cục cả lại, nằm chết cứng như trời trồng ngay tại cửa hà. Lập tức lúc này Trần Hàn Phong xuất nhanh một chủ lực còn lại để gây sức ép. Triệu đã bình pháo đánh xe trước, xe 4 lại bình 5, rồi lúc này buộc phải tìm đường tháo chạy, pháo 8 dạt cánh biên. Trần chấp nhận đổi ngang quân, chốt lại tuần 1. Và dĩ nhiên trong hình cờ này chỉ cần quăng tượng để có thể tiễn mã lộ 3 về một cảnh tối tăm mặt mũi, không còn bất kỳ một cửa nào để tháo chạy. Vậy là đã rõ như ban ngày, Triệu phạm phải một sai lầm thực sự chí mạng. Nhưng nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản vừa rồi sẽ thật là vô vị và nhạt nhẽo. Trong thực chiến, Triệu đã có một đòn tấn xe kinh người, chính là chốc pháo ngay. Để đánh giá tình hình lúc này ở vị thế của kẻ cầm đen, đằng nào thì mã lộ 3 cũng phải vong mạng. Cho nên tìm một trong những phương án để có thể giải quyết toàn vẹn đối với pháo lộ 7 sẽ thích hợp hơn. Lựa chọn đầu tiên, pháo 7 sẽ thối 1. Lập tức mã đỏ chỉ cần quăng mình vào vị này, bắt buộc rằng C5 phải bình 4 ngay, tiếp tục đạp thẳng vào giữa trung tượng. Hình trận của đen sẽ vỡ tan tác thấy thảm thương, kiểu gì cũng phải dùng tượng 7 tấn 5. Lập tức đỏ sẽ đóng xe vào giữa, vừa tạo ra trạng thái chốc đôi. Việc ngang quân chủ lực trong hình cờ này đã trở nên thực sự rõ ràng, nhưng mất mát đi đôi tượng khiến cho đen sẽ sớm ở vào thế hạ phong. Còn tất nhiên ở hình cờ này không thể nào dùng tượng 5 tấn 3 mời đổi ngang quân. Tại vì sao?
Đỏ vẫn thực thi chiêu pháp của mình là diệt thẳng vào pháo vừa đang còn đe bắt tượng. Nếu như tượng 7 tấn 5, chốt vẫn tấn 1 và hình trận rất khó để dịch chuyển. Bởi vậy trong hình cờ này tượng 3 phải hồi, mã vẫn quăng vào vị cũ, đánh chủ lực một lần nữa, xe lại theo. Lúc này vẫn là đạp lấy trung tượng. Nếu như tượng quăng lên, đơn giản là dùng xe vần chết mã biên. Và chắc chắn rằng vừa ưu thế lấy một tượng và nhiều binh hơn, tình trạng quân lực vẫn đang ở vị tốt, đỏ chiếm phần đại ưu. Còn trong hình cờ này, hồi xe để chốc tử mã, mã chỉ cần lao mình chiếu mà thôi. Bắt buộc rằng mã 9 phải hồi về, và lúc này dùng xe 3 thưởng 1, vừa tiện đường để chốc đôi, tượng lộ 7 tháo chạy. Xe đỏ chỉ cần hồi 2 quản lý lấy hàng chốt, hình cờ sẽ trở nên vô cùng thoáng đãng. Qua những phân tích vừa rồi, ở trong hình cờ này đã đẩy đưa chúng ta về đến một lựa chọn cuối cùng có thể xem xét, chính là dùng pháo bình vào nhờ sĩ giác. Và đây cũng là lựa chọn trong thực chiến của Trần Hàn Phong. Tưởng chừng như vô cùng êm đẹp, Triệu đã thẳng tay dùng xe để tiêu diệt. Trong nghi ngờ, Trần Hàn Phong dùng sĩ để đoạt lại, lập tức Triệu quăng mã để chiếu tiếp, bắt buộc rằng tướng phải thượng, lại lui quân để đoạt trắng chủ lực. Chốt lại tấn lên. Có thể nói là một cách xử trí rất khôn ngoan. Chẳng mấy chốc mà đưa hình cờ của Trần Hàn Phong về một cảnh khó chơi hơn rất nhiều. Thứ nhất là Triệu đã hơn trắng một binh bài. Điều này có một tác dụng đáng kể ở giai đoạn trung tàn ở sau. Và thứ hai nữa, mã lộ 9 là một điểm yếu cốt lõi của hình trận đơn đề, vẫn còn tồn tại y nguyên như chưa hề có chuyện gì tiếp diễn. Và thứ ba, binh lộ 5 này sẽ trở thành một điểm yếu bất kỳ lúc nào, không thể nào giữ lại toàn vẹn. Và thứ tư, nó cũng là một cách lý giải để chúng ta có thể biết được rằng nước ở trước, Trần Hàn Phong nếu như không dùng tượng 3 tấn 5 mà dùng tượng 3 tấn 1 để vừa chốc lấy mã thì mọi thứ vẫn không hề biến chuyển. Đỏ sau khi dâng xe vị này vẫn tiếp diễn ra hình cờ, chỉ khác một chút là tượng 5 đang còn nằm vị trí ngay góc biên. Và lúc đó thì bên đỏ sẽ chiếm trọn vẹn tiên cơ bằng nước tiếp theo, dùng binh biên tấn 1, bắt buộc phải đổi ngang, xe quăng ở vị này, vừa đang còn đe bắt tượng, vừa lúc này đóng thẳng vào giữa trung lộ, hình cờ của đen sẽ ngày càng lún sâu hơn về cảnh tối tăm. Còn tới đây, Triệu đã một bước quăng mã, vừa đe bắt trung binh, Trần Hàn Phong buộc phải dâng xe để tuần hà, Triệu trông ép sức vào. Nhận thấy rằng kiểu gì thì trung lộ cũng bị đối phương đoạt mất, cho nên Trần Hàn Phong đã thối tướng về vị trí an toàn hơn, tích cực để cố thủ. Triệu một bước dùng pháo diệt chốt, sau khi sĩ dương lại bổ lấy trung tượng, nhưng quyền tiếp theo có thể xuất động chủ lực này. Trần Hàn Phong đưa binh biên thưởng 1, Triệu đã bình xe. Đây là một nước dịch xe, ắt hẳn là chúng ta cần phải bàn luận rất kỹ càng. Một kỳ thủ thông thường sẽ cho rằng dùng xe chính binh 6 sẽ có lợi hơn trong việc xuất động ở nước tiếp theo. Nhưng nếu như dùng xe bình vào vị 7 này, dĩ nhiên âm mưu trước mắt có thể hiện ra là đưa binh 7 tấn 1 đánh vào chủ lực và kết hợp với những quân còn lại tạo ra lực hiệp công. Nhưng xem ra nó sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa, tại vì tướng đen chỉ cần một bước dịch ra vị này và chắc chắn rằng đỏ sẽ phải nhọc công hơn, lại phải bình xe vào. Nhưng nước đối phó trong thực chiến lúc này của Trần Hàn Phong lại né tránh quân chủ lực xe 2 tấn 2, làm cho tính nghi vấn của đòn đánh vừa rồi đầy hờ hững này của Triệu Mâm lại được đẩy lên cao độ. Vậy thì, trong hình cờ này, chúng ta hãy phân tích một chút, nếu như tướng 5 bình 6 có phải là một cách giải quyết ổn thỏa, có phải là tới đây đỏ sau khi bình xe vào vị này là một sự hoài công vô ích, tốn mất một nhịp đi quân. Hình cờ này, nếu như chịu khó quan sát, chắc chắn là chúng ta sẽ có được câu trả lời trọn vẹn. Mã lộ 9 chẳng thể nào phát triển vào một con đường đã được dọn sẵn, tại vì binh 3 sẽ thưởng 1. Còn trong hình cờ, mã lộ 3 cũng gần như biết cửa để di chuyển. Bởi vậy, theo tính toán ở trước, xe 2 sẽ tấn 2. Lập tức đỏ vẫn là cắm xe như bình thường. Và đây là hình cờ, đen tuyệt nhiên đã ở vào thế hạ phong. Không thể nào dùng xe đóng thẳng vào giữa chốt, cực kỳ nguy hiểm. Pháo chỉ cần bình để chiếu ngay, tướng buộc phải bình 5, nhảy mã ngọa tàu vừa đe sát. Đen chắc chắn là sẽ phải buông quân để nhận thua, chỉ trong một vài nốt nhạc nữa. Cho nên, một trong những lựa chọn hạn hữu mà đen có thể nghĩ tới ở hình cờ này
chỉ có thể là mã 3 thổi 2. Lập tức đò sẽ dạt vào, vừa nhờ xe tạo căn, vừa đang còn phục sẵn những nước rõ ràng như ban ngày. Nhưng nó không hề trao tặng cho Đen một cơ hội nào để có thể dỡ bò. Binh năm tiến lên để áp sát. Một khi đã xảy ra hình cờ bị kiềm chế thê thảm đến vậy, thì bại cục cũng chẳng còn cách được bao lâu. Cho nên, ở lựa chọn thực chiến của Trần Hàn Phong là xe 2 tấn 2 chốc thẳng vào giữa binh năm, xem ra vẫn là một cách thức có thể xem xét vào lúc này. Triệu Hôm Hâm đã toàn vẹn để có thể đưa binh 7 trở công. Trần đóng xe vào giữa chốt, lập tức chốt bình qua để tạo căn. Trần lúc này đã bình tướng và tất nhiên đã là một cơ hội để họ Triệu có thể tác hợp liên công rất nhanh. Bình pháo để chiếu ngay, tướng vào giữa, thì lúc này nhảy mã ngọa tào. Vừa đang còn chốc lấy, dĩ nhiên mã lộ 3 không thể nào tìm đường tháo chạy, vừa tiện tay có thể diệt chốt. Lập tức mã đỏ sẽ quăng mình, tướng buộc phải lệch ra, rồi lúc này bình xe để truy sát. Xe thổi 2 vẫn phải tắc tử như thường. Cho nên, tới đây thì Trần Hàn Phong đã phải dùng mã 1 hồi 3, Triệu, nhảy để chiếu ngay. Tướng 5 bình 4 lại tích cực cắm xe để đe sát, bắt buộc rằng sĩ phải dương, tuần chốt. Đây là một việc phục sát rất nguy hiểm, bắt buộc Đen phải ra tay để ứng phó ngay. Pháo 4 chỉ cần dịch qua vị này, cho dù xe lộ 5 có tìm cách để đe dọa, cũng thực sự không hề quan trọng. Xe lộ 3 chỉ cần thối 1 tạo căn. Nước tiếp theo chỉ cần dùng binh thượng 1 và chắc chắn rằng Đen phải ngã ngửa ngay. Bởi vậy lúc này Trần Hàn Phong buộc phải theo xe. Lập tức Triệu dùng xe diệt thẳng chốt đang còn chốc lấy ngựa. Nếu như mã 1 tấn 3, xe chỉ cần lao mình tướng thượng rồi lúc này bình chốt, vừa chốc từ mã, dễ dàng để định đại cuộc. Bởi vậy trong hình cờ này Trần Hàn Phong dùng mã 1 thối 3, hình cờ đã trở nên ảm đạm hơn cả. Và đây là thời khắc để Triệu có thể vung ra bảo kiếm sắc bén của mình, lập tức điều pháo và Trần buông quân để nhận thua. Tại vì tất nhiên không thể nào dùng xe 4 bình 2 để ngăn cản pháo có thể thọc chiếu, lập tức lúc này đỏ sẽ chém thẳng vào sĩ. Cho dù đắc pháo thì vẫn phải vong mạng, xe chỉ cần bình vào vị này, vừa phục sẵn, chốt né qua để sát, Đen thấy trước nhưng cũng không thể nào chống đỡ. Còn tại vì sao bên Đen phải ngăn cản, pháo lộ 8 sẽ thọc chiếu? Trong hình cờ này sẽ minh họa, lập tức xe 4 thối 2, đò sẽ cắm pháo buộc tướng phải thượng. Rồi lúc này chỉ cần nhảy mã, vừa đăng phục, thọc xe 2 để sát ngay. Dĩ nhiên là mã lộ 3 phải tìm cửa tháo chạy, không còn cách khác. Nếu như mã 3 tuần 5, mã chỉ cần hồi, tướng quay đầu, rồi lúc này tuần mã, tướng lại thượng và tiếp tục là lao xe. Còn nếu như mã 3 tấn 2, mọi chuyện vẫn không hề thay đổi về kịch bản xấu nhất đối với kẻ cầm Đen. Mã chỉ cần hồi, nếu như tướng thoái thì mã chỉ cần lao vào vị này và xe tiếp tục cắm 2 như biến đi ở trước. Cho nên tướng 4 phải bình 5, tiếp tục là dâng xe, tướng thoái 1 và nhảy mã để tốc sát ngay. Nhưng qua cách đi vừa rồi, có phải là Trần Hàn Phong đã bỏ sót cơ hội của mình? Có thể nào ngay tại đây không dùng xe 5 bình 4 mà cấm can, lập tức thối 2 trước? Thế lúc này chuyện gì sẽ xảy ra? Đỏ vẫn đơn giản là đoạt thẳng vào dĩ, vừa mai phục sẵn, xe bình vào vị này để sát ngay. Cho nên buộc lòng phải theo xe thì chốt lại bức tử tượng. Nếu như tượng quăng lên, mã chỉ cần hồi và chiếu bức tử lại chủ lực cũng đủ để buông quân xin thua. Còn trong hình cờ này, hồi mã đánh chốt, chốt lại tiện đường chém luôn cả dĩ, tướng lại thượng giải nguy trước. Không hề quan trọng, xe chỉ cần bình qua, hình cờ này Đen cũng vỡ trận hoàn toàn. Phân tích một loạt biến như vậy để chúng ta có thể biết được Trần Hàn Phong buông quân xin thua là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi.